Hello, xin chào mọi người cùng quay trở lại với channel của mươi 24 giờ, kênh chuyên phân tích kỹ thuật cũng như là phân tích đánh giá các đồng coin trong thị trường crypto. Hôm nay là thứ bảy ngày 4 tháng 5 năm 2024. Thì vào thời gian như là à, tối hôm qua cũng như là rạng sáng hôm nay à, thì chúng ta đã thấy BTC có những cái à, sự phục hồi gọi là nó tương đối tích cực quay trở lại. Và khi mà BTC phục hồi thì đương nhiên đa số các đồng an coin à, cũng đều có những sự phục hồi theo. À, mà mình thấy là trong những à, À, cái ngày vừa qua thì à, hệ của meme coin thì hồi đang rất là mạnh hơn. À, chúng ta có thể thấy là có dog coin nè, à, WIF cũng như là Floki nè, hoặc là BB nè, đều là trong đều là nằm ở trong những cái đồng top ở trong meme thì mình thấy là nó đang có những sự hồi gọi là tương đối là tích cực. Thì chúng ta sẽ quay trở lại với lại biểu đồ của Bitcoin. À, thì à, chúng ta đang ở khung ngày thì BTC ở khung ngày đó thì nó đóng một cái nến mọi người thấy là à, có một cái thân nến rất là dài và chúng ta thấy là cái mức giá thấp nhất của cây nến ngày là ở mức là 58k8 và mức giá cao nhất là ở mức là 63 63k. Có nghĩa là nó đã phục hồi vào khoảng là 4k giá. Và ở cái khu vực này thì trước đó thì chúng ta đã có là cái mức khoảng tầm là 60k là một cái khu vực hỗ trợ. Nhưng mà sau khi mà BC nó đã rách xuống cái khu vực này đó thì nó lại là hình thành là một cái khu vực kháng cự. Và hiện tại thì chúng ta đã thấy là cái cây nến ngày nè thì nó đóng một cái nến có vận thân nến khá là dài và nó đã gọi là chui lên lại cái khung hỗ trợ này rồi thì uh, uh, chúng ta uh, khi mà cái cây nến ngày đóng này thì chúng ta có một cái cụm nến này gọi là cụm nến morning star uh, có nghĩa là cái cụm nến thiện gọi là cái áp lực mua của thị trường và nó sẽ báo hiệu cho một cái xuống tăng giá ở trong những thời gian ngắn hạn, mình xin nhắc lại ha là nó sẽ báo hiệu cho xuống tăng giá ở thời gian ngắn hạn, không phải là uh, nó sẽ quay trở lại nó tăng lên mạnh ngay nhưng mà có thể ở trong những khung ngắn hạn thì nó uh, giống như là nó ở trong một cái xuống sóng hồi đấy mọi người. Và mọi người đã thấy là BTC nó tăng lên lại khu vực khoảng tầm 60k này uh, thì BTC uh, nó đã quay trở lại cái uh, Uh, cái giai đoạn tăng giá hay chưa thì mình nói là hiện tại thì uh, xuống chung với thị trường vẫn đang là một xuống giảm bc vẫn đang ở trong một xuống giảm mọi người ha mặc dù rằng là nó cũng có cái sự phục hồi nhưng mà sự phục hồi này thì uh, nó cũng chỉ ở mức gọi là tương đối thôi chứ chưa phải là phục hồi quá là mạnh uh, trừ khi trường hợp mà để mà bc nó phải là quay trở lại cái xuống tăng giá đó thì nó sẽ phải đóng đến ở trên cái mức khoảng tầm là 6 sáu uh, k mọi người ha mình nghĩ là nó sẽ phải tầm đóng đến ngày được ở trên khoảng tầm 67k thì nó mới quay trở lại với lại giai đoạn tăng trưởng. Còn hiện tại thì chúng ta mới chỉ là một cái cơn sóng hồi ở trong cái giai đoạn vừa rồi, vừa rồi khi mà thị trường có những sự điều chỉnh lớn à, có những cái sự điều chỉnh lớn thì hiện tại thì VC hồi lại thôi. Nhưng mà chúng ta cũng không có loại trừ khả năng thì đây chỉ là một cái cơn sóng hồi tạm thời của thị trường trước khi là nó tiếp tục có những sự điều chỉnh tại vì hiện tại là xuống chung của thị trường vẫn đang là một cái xuống điều chỉnh mà mọi người ha. À, thì à, và thời gian như là ngày hôm qua à, với hôm nay thì BC cũng đã có những sự phục hồi rồi thì về bản thân của mình đó thì à, khi mà mình mua hoặc là mình bán an coin ở trong những cái giai đoạn nào á, thì mình cũng đều chia sẻ à, cho mọi người đó mọi người à, thì à, à, như mọi người cũng đã thấy là à, mình cũng đã chia sẻ thì trong những thời gian vừa qua thì à, hầu như là mình không có gom an coin và mình chỉ đứng chọn cái vị thế là mình quan sát thị trường thôi chứ mình không có gom mọi người ha. Tại vì ở thời gian trước đó thì mình đã gom Ancoin uh, ở trong những giai đoạn như là 60k là giai đoạn như thế này nè. Mà thời gian vừa qua thì BTC điều chỉnh nhưng mà Ancoin thì nó lại không có những sự điều chỉnh uh, nhiều tương quan so với lại BTC mà nó cũng chỉ là mấp mé cái vùng đáy của nó ở trong những thời gian trước đó là 60k thôi. Và sau đó thì nó lại uh, uh, hồi lên lại ha. Nên thời gian vừa qua thì mình cũng đã nói là mình cũng đã vào À, anh coi từ những thời gian trước đó là vào khoảng tầm là hơn 80% hơn 80% một chút xíu là an Khoi rồi và mình cũng cũng còn đang giữ khoảng tầm là gần 20% là đô và trong những thời gian vừa qua thì mình cũng à, quan sát thôi mọi người chứ mình cũng không có gom ha tại vì là à, mình thấy cái sự khác biệt của an coi đó ở trong những thời gian vừa rồi cũng như là so với thời gian trước đó thì nó cũng không có những sự khác biệt nên mình cũng sẽ không có gom. Còn trường hợp nào mà anh em nào còn giữ là khoảng tầm là 100% là đô hoặc là À, mới chỉ vào một ít ăn khoi thôi thì mình nghĩ là ở những cái vùng giá này thì chúng ta cũng có thể là gom an khoi dần dần rồi. Tại vì là an khoi à, nếu mà nói về top khoi thôi đó thì à, có khá là nhiều những đồng ăn khoi thì nó đã chia khoảng tầm từ 2 đến 3 lần so với lại là cái vùng à, giá cách đây khoảng tầm là một tháng trước ha. Nên mình nghĩ là cái vùng này thì à, cũng là một cái en, vùng entry gọi là nó à, tương đối là đẹp tương đối là đẹp rồi để chúng ta có thể là vào hàng dần rồi à, còn với bản thân của mình thì mình cũng đã vào khoảng tầm 8 phần trăm hơn 80 phần trăm anh coi nên thời gian vừa qua thì mình vẫn chưa quyết định là mình gom ha à, còn nếu mà anh em nào mà trường hợp anh em nào mà hết tiền á, thì uh, trong giai đoạn này thì uh, chúng ta có thể là hạn chế nhìn vào tài khoản Nếu mà chúng ta nhìn vào mãi á, thì rất là dễ uh, uh, bị áp lực cũng như là sẽ có những quyết định sai lầm ha hoặc anh em nào có thời gian rảnh hơn thì chúng ta có thể làm eros tiếp hoặc là cây em file để kiếm tiền thì mình nghĩ là về game file hoặc là Airdrop Thì trong giai đoạn như là chúng ta cũng đã bước vào khoảng tầm là giữa của 2024 rồi Thì cái quãng thời gian từ giờ để để gọi là để bước đến gọi là uptrend mạnh thì mình nghĩ là cũng không có còn bao xa nữa đâu Thì trong những thời gian như thế này thì anh em nào có thời gian rảnh thì chúng ta có thể là làm thêm những việc khác để có tiền để đi DSA thêm Ancoin ha Nếu mà anh em nào làm Retro hoặc là Airdrop thì À, cái khoảng thời gian này, chúng ta làm như thế này nè thì nó sẽ à, rất là nhanh chúng ta có kết quả ha nó không giống như là những khoảng thời gian như là 2022 hoặc hai nghìn à, những khoảng thời gian đó thì cái khoảng thời gian đau trên nó vẫn còn rất là dài à, nên gọi là thị trường thiếu thanh khoản thiếu dòng thiếu dòng tiền đó mọi người nên những dự án tàu lao rất là nhiều luôn hoặc là nếu mà những dự án nào chất lượng thì họ cũng sẽ là trả rework Uh, cho chúng ta khá là lâu ha, Tại vì là họ chưa có tham minh được cái khoảng thời gian họ sẽ ra sản phẩm đó mọi người uh, nhưng mà hiện tại thì chúng ta đã bước vào khoảng tầm là gần giữa khoảng là 2024 rồi thì mình nghĩ là thị trường cũng không còn bao lâu nữa thì sẽ uh, đến gọi là cái chu kỳ buôn mạnh nhất ở trong mùa này uh, nên uh, trong những thời gian như thế này thì uh, mình nghĩ là anh em có thời gian rảnh thì chúng ta cứ là nên uh, làm sao là để kiếm được nhiều tiền nhất có thể để chúng ta có thể đi xây coi Tại vì mình nghĩ là um, trong những thời gian hiện tại cũng như sắp tới đó thì chúng ta không có còn quá là nhiều thời gian để có thể là gom những đồng an coin có cái mức giá đẹp tương tự như ở những thời gian như thế này đâu và mình nghĩ là đâu đó chỉ vào khoảng tầm là vài tháng nữa mình nghĩ có khoảng tầm là nếu mà đẹp khoảng tầm là nửa năm trở lại nữa thì sẽ có rất là nhiều anh em ước mong muốn mua được an coin ở những cái vùng giá như thế này ha À, nên à, tại vì sao thời gian vừa qua thì mình liên, liên tục mình nhắc mọi người là trong năm 2024 này thì lúc nào trong tay của chúng ta cũng phải có hàng dù ít dù nhiều mình không cần biết ha à, lúc nào cũng phải là có hàng à, để gọi là à, xua rỗi mà bất chợt là thị trường có những sóng sóng tăng mạnh mà nó vô tình nó tăng trưởng mạnh đó, thì chúng ta cũng sẽ không có bị lỡ tàu tại vì là mình đã trải qua cái giai đoạn như là uh, 2020 là cái chu kỳ trước đó mọi người có những sự tương quan so với là 2024 đều là cái năm bản lề để thị trường bước vào uptrend trên mạnh cũng như là đều là đều là cái năm hai vinh ha thì năm 2020 thì uh, mình cũng là tuy uh, tuy là mình cũng ăn được ở trong những giai đoạn như là vào hàng ở trong những giai đoạn đầu nhưng mà lúc đó thì mình cũng chỉ là vào hàng ở đâu đó một phần thôi uh, chứ mình không có vào À, quá là nhiều ha tại vì thời gian đó thì mình cũng là nghĩ là à, thị trường còn lâu mới uptrend và mình cũng đinh ninh rằng là mình sẽ chờ đợi cho một cái vùng entry à, thấp hơn nữa. À, lúc đó thì mình có hơi có tư duy gọi là bắt đáy ha. À, mặc dù rằng là mình cũng có vào hàng nhưng mà mình không có vào quá là nhiều nên cái sự kỳ vọng về tăng giá à, của mình ở trong những thời gian à, cuối của 2020 thì nó không có được cao như kỳ vọng. Nhưng mà trong giai đoạn mùa này thì mình đã rút kinh nghiệm ha thì dù không biết là ở trong giai đoạn ngắn hạn thì thị trường nó sẽ tăng hoặc nó giảm như thế nào nhưng mà lúc nào trong tay của mình cũng có hàng khi mà thị trường tăng lên ví dụ ancoin mà tăng lên đến khoảng tầm ít 2 x3 lần á thì có thể là mình sẽ là chốt lời ancoin để để phân bổ lại danh mục đầu tư về đô đương nhiên là mình chốt lời nhưng mà mình sẽ không có chốt lời toàn bộ so với lại là những giai đoạn trước đó ha tại vì 2024 chúng ta cũng đã bước gần bước đến gọi là cái giai đoạn uptrend rồi nên mình không muốn là mình sẽ là bị lỡ tàu với mọi người À, còn hôm nay thì à, mình cũng phân tích về tình hình bitcoin bitcoin hiện tại thì mình thấy là đang có những sự phục hồi gọi là nó tương đối là tích cực thôi nhưng mà chưa phải là phục hồi quá là nhiều à, cũng không có loại trừ khả năng là à, trong những thời gian sắp tới thì à, btc nó đi vẫn đi lại gọi là cái xuống điều chỉnh tại vì là xuống chung với thị trường hiện tại nó vẫn đang nằm trong một xuống giảm đó, mọi người chứ chưa phải là một cái xuống tăng trưởng đâu à, còn đa số các đồng ăn khoi khác thì à, mình thấy là nó cũng phục hồi khoảng tầm là À, trên dưới 20% so với lại là cái vùng giá đáy của nó trong thời gian vừa qua thì nếu mà anh em nào mà may mắn bắt được đáy thì à, cũng xin chúc mừng anh em thôi à, còn thời gian vừa qua thì mình cũng không bắt đáy tại vì là mình cũng đã vào hàng hết từ ở những khoảng thời gian vào hàng à, vào hàng đủ so với cái vùng giá này từ ở những thời gian trước đó rồi ha chứ mình không có hành động còn anh em anh em nào mà chưa hành động quá là nhiều thì chúng ta có thể hành động ha thì hôm nay thì mình nghĩ là mình cũng cập nhật nhanh tình thị trường về BTC thôi Tại vì là BTC hồi lên thì có lẽ là đa số khá là nhiều anh em thì không biết hiện tại thì xuống nó đi về đâu Nhưng mà mình nghĩ là trong những giai đoạn như thế này thì nó sẽ phải mất một quãng thời gian nữa Thì chúng ta có thể là tạm thời bỏ qua những con sóng ngắn hạn đi Và chúng ta hướng đến những cái giai đoạn dài hơn, cái quãng thời gian dài hơn cũng như là mục tiêu lớn hơn ha. Còn trong giai đoạn ngắn hạn thì đương nhiên là mình nghĩ là đa số là tài khoản anh em ai cũng bị âm rồi Thì đương nhiên là nếu mà chúng ta cứ nhìn đi nhìn lại thì nó rất là dễ bị tâm lý đó mọi người thì uh, uh, nếu mọi người thấy video hữu ích thì có thể để lại một like cũng như đăng ký kênh hoặc bật chuông thông báo và mọi người có thể là tham gia vào nhóm telegram link mình có đi dưới phần mô tả trong telegram mình sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin về tình hình thị trường mình xin ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video sau